Bảo Xuân hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ Gia đình được phát sóng vào lúc 12 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, suy giảm sinh lý nữ đó là chuyện thầm kín của nhiều chị em. Thậm chí các chị em cảm thấy rất là ngại ngùng khi mà chia sẻ, âm thầm chịu đựng. Và chính điều đó có thể làm cho tình trạng ngày càng nặng nề hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe và cả hạnh phúc của gia đình. Và nếu như không có những giải pháp kịp thời còn có thể ảnh hưởng đến thiên chức làm mẹ. Vậy làm thế nào để cải thiện được tình trạng suy giảm sinh lý ở phụ nữ? Xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với chuyên gia của chương trình ngày hôm nay. Giới thiệu cùng với quý vị thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Thấm, là bác sĩ khoa phụ sản Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào bác sĩ ạ. Xin chào MC Thanh Phương. Xin chào các khán giả đang theo dõi chương trình Bác sĩ Gia đình. Và chắc hẳn rằng với chủ đề ngày hôm nay thì quý vị khán giả đang có rất nhiều những thông tin thắc mắc muốn được bác sĩ tư vấn. Và trước khi chúng ta đến với phần tư vấn của bác sĩ, kính mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của chương trình ngày hôm nay. Ông ấy giật hụi khỏi dao luôn được không? Kê. Sao? Em nấu cơm cho anh ăn đó, anh thấy ngon không? Thôi. Ừ. Bò xào là ngon nhất hả? Ừ. Nè, để em mua cho anh mấy bộ đồ mới, anh mặc đi công tác nha. Ừ. Hả? Em đi chung với anh hả? Kỳ quá à. Ghê. Dạ. Bệnh quá. Vậy thôi, anh làm việc đi nha, rồi có gì nói sau nha. Hôn nữa hả? Ê, nổi da gà luôn. Ghê quá à. Bà 24 tuổi hả? Ê, bậy. 25 hả? Ê, bậy. 26 hả? Ê, bậy luôn. Mình lại mà tôi nổi da gà luôn á. Tuy là chị em mình trong cái hội là hội chán chồng thiệt, nhưng mà cũng đừng có bậy bạ ở ngoài. Sao tự nhiên bây giờ có bồ nhí vậy? Tôi bậy bạ cái gì? Thì mới nói chuyện với bồ nhí tức thì. Trai mà thấy ghê quá. Ví dụ là chán chồng là tại mình bực bội, mình ngưng thời gian thôi. Mình bực bội thôi chứ đâu mà ai mà đi cặp bồ cặp bịch. Người ta đánh giá chết luôn đó chị. Cái ăn kia. Đây, ông xã của em. Ủa. Trời ơi. Tôi đang nói chuyện với chồng tôi mà hai người làm gì ghê vậy? Chung thủy nghe, không có thả thính ai hết nghe. Tôi nghe nè, sao tự nhiên giờ mặn nồng thấy ghê vậy? Mày Vi mày nhớ mà bà chửi chồng chửi không? Xa xả luôn á. Mà mình mới tới cửa là mình nghe giọng bà thôi, còn bây giờ chị vô chị phải gào chị kiếm bà. Làm sao trời? Tôi nói thiệt nha, cái thời gian đó hả, tự nhiên tôi quạo quọ lắm, lúc nào tôi muốn chửi hết á, mà tôi nhìn chồng tôi giống như là cái thui vậy đó. Lúc đó đó hả, tôi cảm thấy tôi rất sợ gần gũi với chồng tôi, mình bị suy giảm sinh lý đó đó. Rồi cái xong cái tự nhiên cái quạo quọ đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà bây giờ tôi đã điều trị đúng phương pháp rồi, lửa yêu của tôi là bây giờ là nó nguồn. Tôi cảm thấy ngày hồi là vợ chồng tôi giờ cảm như là mới yêu vậy đó. Mà giờ chồng tôi cũng sai đắm tôi lắm. Chị ơi, không có tin nghe thấy vô lý lắm. Cái tuổi này nó chỉ có đi xuống thôi, chứ làm sao mà có biểu đồ nào mà đi lên được. Xuống hết lại suy giảm hết phải không? Giảm nhiều khi tắm xong mở ký gọi giật mình chị. Nó tuột á. Nó xuống mà tuột thì luôn vậy. Tuột hẳn luôn vậy đó hả? Không phải mình nữa, nó tuột phải giật sụp chạy luôn. Lâu nào không nói cho tôi biết. Ai dám nói? Thực ra là nhạy cảm nữa, đâu có ai dám nói đâu chị. Thì thôi bây giờ nè, hai đứa nè, nghe bác sĩ tư vấn về vấn đề này. Tôi là tôi không có tin rồi nè, là bác đâu? Bác đấy. Dạ thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật nữ tâm sự với nhau về vấn đề mình đang gặp phải, đó là giảm ham muốn và rất ngại gần gũi chồng. Hai nhân vật này đang gặp phải tình trạng đó là suy giảm sinh lý. Vậy điều này có đúng hay không? Và dấu hiệu của suy giảm sinh lý nữ là gì ạ thưa bác sĩ? Họ đang có những cái dấu hiệu rối loạn về cái sinh lý sinh dục nữ. Cái vấn đề là do nó giảm nội tiết tố trong cơ thể người phụ nữ, do đó nó dẫn tới một số hậu quả như là giảm ham muốn tình dục, nhưng nghĩa là mình không có ham muốn cái chuyện đó. Thứ hai là sẽ làm đau khô rát càng ngày thì càng cái tình trạng nó càng nặng hơn. Cái thứ ba là sẽ làm giảm cái khả năng mà mình mang thai. Bên cạnh đó thì ngoài cái giảm cái khả năng sinh sản ra thì cũng làm giảm cái khả năng mà đạt cái khoái cảm trong quan hệ vợ chồng. Vì thế cái sự suy giảm sinh lý nữ đã dẫn tới cái mối quan hệ vợ chồng ngày càng giảm đi. Chị em phụ nữ chúng ta thường là hay
giấu giếm, không dám bộc lộ, không dám chia sẻ và cũng không dám tới khám hoặc là gặp những chuyên gia để được tư vấn và điều trị cho thích hợp. Vậy thưa bác sĩ, nguyên nhân của tình trạng suy giảm sinh lý nữ là gì ạ? Tình trạng là suy giảm sinh lý nữ nó có rất là nhiều nguyên nhân do tác động của ngoại cảnh và bản thân của người phụ nữ đó. Ở ngoại cảnh như là về công việc, về cuộc sống, lo lắng nhiều thứ. Ngoài ra thì cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái nội tiết. Cái nội tiết đó là được tiết ra từ buồng trứng của người phụ nữ mà người ta thường hay nói là nội tiết tố nữ, mà chúng ta được hay nghe nói đó là estrogen. Dạ thưa bác sĩ, tại sao suy giảm nội tiết tố dẫn đến việc là suy giảm sinh lý ? Chúng ta đã biết ở độ tuổi sinh sản dưới hoạt động của buồng trứng và nó sẽ tiết ra cái nội tiết tố nữ bao gồm là estrogen và progesterone. Thì estrogen nó có vai trò là phát triển cái nội mạc tử cung để chuẩn bị sẵn sàng cho cái sự là làm tổ khi rụng trứng, và đồng thời sẽ phát triển các tế bào niêm mạc để tăng tiết chất nhờn. Bên cạnh đó, estrogen sẽ tác động lên thần kinh, nó tạo ra một số chất như serotonin để kích thích tạo hưng phấn, tạo cái sự sảng khoái, cái sự yêu đời cho người phụ nữ khi quan hệ. Vì thế người phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt là trong độ tuổi từ 20 tới 30, do cái nội tiết đầy đủ thì cái hoạt động tình dục cũng sẽ là mạnh nhất ở thời điểm này. Sau năm 30 tuổi, hoạt động của buồng trứng dần dần giảm đi, cái lượng estrogen nó sẽ giảm dần. Sau 40 tuổi, tình trạng giảm estrogen nó sẽ càng nhanh hơn, và sau 50 tuổi đến tuổi tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh thì hầu nó còn rất là ít, chỉ còn khoảng chừng là 10% so với trước đây ở độ tuổi 20-30 mà thôi. Vì thế các phụ nữ chị em chúng mình thường gặp như là giảm ham muốn, khô hạn. Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì có giải pháp nào để giúp cải thiện về chất năng sinh lý của các chị em phụ nữ hay không ? Trước hết là mình sẽ có một cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý, giống như là tập thể dục, ăn nhiều rau xanh, trái cây, uống nhiều nước. Mình tránh những cái thực phẩm hoặc là nước uống, rượu, bia, thuốc lá, thức quá khuya hay bị stress nhiều. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể bổ sung một số những cái thực phẩm có trong thiên nhiên. Như vậy thì cụ thể trong tự nhiên thì chúng ta nên bổ sung những cái loại thực phẩm nào ? Các thực phẩm mà mình có thể bổ sung các loại hạt, cá hồi, hoa cúc, cam thảo, các loại rau xanh vân vân. Ngoài ra chúng ta có thể bổ sung estrogen, thảo dược có từ trong thiên nhiên có thể là cải thiện một phần cái sự thiếu nội tiết tố xảy ra từ năm 30 tuổi. Vì cái tính chất là thiên nhiên của nó, thành ra là nó có độ an toàn khi sử dụng, có thể được đào thải khi mà cơ thể chúng ta dư thừa. Bác sĩ có lưu ý gì để giúp cho mọi người lựa chọn được những sản phẩm an toàn, hiệu quả và chất lượng ? Đúng là trên thị trường hiện tại của chúng ta có rất là nhiều sản phẩm được giới thiệu. Tuy nhiên, chúng ta khi mà sử dụng một cái sản phẩm cho cơ thể thì chúng ta cần phải lưu ý. Trước nhất là về cái nguồn gốc, cần phải rõ ràng, nó phải được chứng nhận bởi những cái cơ quan chủ quản được thực nghiệm trên lâm sàng. Ví dụ như Hội Sản Phụ Khoa Việt Nam chúng ta đã khuyên dùng và được sản xuất bởi những nhà máy được công nhận chứng chỉ của quốc tế chẳng hạn. Thì cái đó đảm bảo để cái sản phẩm chúng ta đỡ được kiểm soát, nó sẽ an toàn khi mà chúng ta sử dụng lâu dài. Dạ vâng, xin được cảm ơn những lời khuyên, những lưu ý của bác sĩ dành cho chương trình. Quay trở lại với câu chuyện của chương trình, sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi tiểu phẩm. Thì ra là suy giảm sinh lý là do suy giảm nội tiết tố. Trời, cái vấn đề này nguy hiểm chị. Không nghe chị tư vấn là coi như là rạn nứt gia đình, đứa nằm giường. Bây giờ em mới biết á, sinh lý nữ nó quan trọng đến như vậy. Thôi, bây giờ là em nè, bản thân em tuy là còn trẻ nhưng mà em cũng phải cải thiện cái vấn đề nội tiết này gấp. Cái này á em làm được nha. Cái này bây là cái nào mà chị, cái gì bác sĩ vậy? Bác sĩ chỉ cho mình đó. Đi ra mua đại là có. Mấy cái vụ mà bổ sung nội tiết tố nữ nè, estrogen nè, nhiều lắm. Bây giờ thị trường á, hàng thật hàng giả lẫn lộn rất là nhiều. Uống không hết mà lại mở thêm nữa đó. Cái gì vậy? Cái gì mắc cỡ thì ghê mà. Bà tuổi bà mắc cỡ nổi da gà luôn. Cái gì vậy? Đây là viên uống được chiết xuất từ tinh chất mầm đậu nành, collagen tự nhiên, nhân sâm và vitamin E, giúp cân bằng nội tiết tố, cải thiện sinh lý nữ. Sản phẩm được Hội Sản Phụ Khoa khuyên dùng. Cho em hộp được không? Tặng cho mỗi người một hộp. Nhưng mà chị nói hai đứa nghe nè, ngoài cái việc mà uống bổ sung nội tiết tố này nè, hai đứa còn phải là chịu khó là tập thể dục nè, rồi ăn uống đầy đủ chất nè, và nhất là mình phải giữ tinh thần lạc quan. Cảm ơn chị. Rồi. Em đi về liền. Cảm ơn chị. Những điều cần lưu ý để cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý ở phụ nữ. Chị em phụ nữ cần chia sẻ với chồng để cùng thấu hiểu và vượt qua. Sống cân bằng với chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tập luyện hàng ngày, ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng quá mức. Hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ngọt, chất kích thích. Không nên dùng những sản phẩm cải thiện sinh lý không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Nên chọn sản phẩm bổ sung nội tiết tố nữ đã được kiểm chứng lâm sàng và được Hội Sản Phụ Khoa Việt Nam khuyên dùng. 98% người
người dùng hài lòng về hiệu quả của Bảo Xuân. Thật tuyệt vời, vết sạm mờ đi, da mình sáng đẹp hẳn lên, bớt cả bốc hỏa, mất ngủ, đúng như mình mong muốn, hơn cả sự mong đợi. Mình và chồng lại mặn nồng như xưa, anh ấy ngạc nhiên lắm. Chính là nhờ Bảo Xuân Gold với tinh chất mầm đầu nành, vitamin E thiên nhiên và collagen từ cá biển sâu hỗ trợ tăng cường nội tiết tố nữ, bổ sung thêm canxi. Bảo Xuân tuổi 50 cộng dành riêng cho tuổi mãn kinh. Bảo Xuân cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân. Thực phẩm này không phải thuốc và không thay thế thuốc chữa bệnh. Và mong rằng với chương trình ngày hôm nay cùng với chủ đề suy giảm sinh lý ở các chị em phụ nữ sẽ giúp cho các chị em có thêm những thông tin hữu ích để khắc phục được điều này, đảm bảo về sức khỏe, tâm lý và sinh lý và đặc biệt là nhan sắc của các chị em nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình ạ. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau. Style mới hả? Wow. Trời ơi, đẹp nha. Còn á, bắt mắt á. Em báo chị với này nè. Gì? Con Milu nhà mình có chuyện gì không ổn rồi. Đúng rồi chị ơi. Sao nó không ổn vậy? Trời ơi. Nguyên ngày hôm nay nè, lụm 210 cộng, lông chó nó rụng lông quá trời luôn chị. Trời ơi. Đó, lông nhiều lắm. Cái này là tóc của chị chứ con chó Milu nào. Chị ơi, trong người chị thấy sao? Có ổn không hay là mệt chỗ nào, đau chỗ nào, bực bội trong người á? Vậy là bị xì chét. Xì chét. Nhìn mặt của em là muốn cho ra bụi chuối ở. Trời ơi. Chị. Thì gì vậy? Hay là bây giờ mình đi gặp bác sĩ mình tư vấn đi.